Ném tiền vào 8 chỗ này càng già càng sướng. Quý vị và các bạn thân mến, một người phụ nữ thông minh sẽ không tiếc tiền ném vào những điều này, vì họ biết đó là những khoản đầu tư sinh lời cho tuổi già. Nhiều phụ nữ có suy nghĩ cuộc sống ngắn ngủi phải ưu tiên tận hưởng và thường rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần vì xõa tay trong chi tiêu. Một người phụ nữ khôn ngoan là không ngừng chăm sóc bản thân mình, không phải vì đàn ông hay ai khác mà chỉ vì yêu thương mình. Họ kiếm ra tiền thì cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua những thứ đắt tiền để đầu tư cho chính mình ngày càng xinh đẹp hơn. Có một số người lại quá tiết kiệm trong chi tiêu, chỉ chăm chăm dành dụm tiền khiến chất lượng cuộc sống ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số khác còn có tư tưởng dựa dẫm vào đàn ông. Trong khía cạnh tiền bạc, bản thân họ thiếu độc lập tự chủ, đó là những quan niệm thiếu đúng đắn về tiền bạc và chi tiêu. Tiền bạc là một trong những khía cạnh quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cũng như hạnh phúc của mỗi người. Suy nghĩ khôn ngoan và cách chi tiêu hợp lý sẽ giúp bạn vui và thành công hơn trong cuộc sống. Một người phụ nữ thông minh sẽ không tiếc tiền ném vào 8 chỗ này, vì họ biết đó là những khoản đầu tư sinh lời cho tuổi già. Hãy cùng nghe và chiêm nghiệm qua video ngay sau đây quý vị nhé. 1. Đầu tư vào sức khỏe. Khi còn trẻ, bạn dùng sức khỏe để mua tiền, nhưng khi về già, bạn lại dùng tiền mua sức khỏe. Dù ở tuổi nào cũng phải nhớ rằng quan tâm sức khỏe là việc hàng đầu. Đừng để đến lúc bệnh tật tìm đến mới thấy ân hận vì mình đã bỏ bê bản thân quá lâu. Khi về già, nếu bạn không có sức khỏe, sẽ có cảm giác làm phiền con cháu, không thể thấy thanh thản. Vì thế, khi còn trẻ, hãy rèn luyện sức khỏe, hãy ăn những gì tốt cho bản thân, hãy dành thời gian tập luyện. Tuổi trẻ qua đi sẽ cuốn theo sự dẻo dai và bền bỉ. Khi cơ thể lên tiếng, bạn sẽ thấy rất mệt mỏi, thậm chí là bất lực. Nhà đầu tư huyền thoại nổi tiếng thế giới cho biết, khoản đầu tư tốt nhất mà bạn có thể thực hiện là đầu tư cho bản thân. Đây là khoản đầu tư không bị tính thuế, và ngay cả khi lạm phát có diễn ra thì cũng không thể làm suy giảm giá trị của nó. Không phải ngẫu nhiên mà người ta có nhận định như vậy, mà đích thực đầu tư cho sức khỏe là khoản đầu tư quý giá nhất mà bạn cần làm. Có sức khỏe, bạn có thể làm nên mọi thứ. Thời đại này rất ít người quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe. Họ không hiểu rằng việc giữ sức khỏe không phải chỉ có lợi cho mình họ, mà còn có lợi cho cả gia đình, bạn bè và người thân của họ nữa. Trước tuổi 30, có mấy người nhận thức được xung quanh mình có bao nhiêu người mắc những bệnh vô phương cứu chữa. Ngày xưa, những căn bệnh ung thư thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm là những căn bệnh nghe rất lạ. Còn bây giờ, số người mắc những căn bệnh đó ngày càng nhiều hơn. Thoạt đầu điều ta choáng váng sửng sốt, nhưng dần thấy quen thuộc đến nỗi rừng rưng chẳng mấy bận tâm. Hỏi thế gian này chiếc giường nào là đắt nhất? Không phải chiếc giường dát vàng 133,8 tỷ, cũng không phải giường ngủ lơ lửng của tỷ phú 34 tỷ. Câu trả lời nghe khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Chiếc giường đắt nhất thế giới mà không ai muốn rước về chính là giường bệnh. Nếu chúng ta không biết lái xe, luôn có người sẵn lòng đèo chúng ta đi khắp mọi nơi. Nếu chúng ta không tự mình kiếm được bạn trai hay bạn gái, luôn có những người sẵn sàng mai mối giúp chúng ta. Nếu chúng ta không kiếm được tiền, sẽ có người kiếm tiền giúp chúng ta. Nhưng khi chúng ta bị bệnh, không ai có thể bệnh thay cho ta được. Cái gì mất cũng có thể kiếm lại được. Chỉ duy nhất một thứ không thể lấy lại được, đó là cuộc đời. Khi lưng bị ép chặt trên giường bệnh, người ta mới nhận ra, dù đã đọc sách cả đời trên tinh thiên văn, dưới tường địa lý, nhưng có quyển sách quan trọng nhất lại quên mất không đọc, đó là quyển sách Làm thế nào để giữ gìn sức khỏe. Có rất nhiều người Việt Nam vào vài năm cuối cuộc đời, dùng toàn bộ số tiền mình tích góp được để mua thuốc nội, thuốc ngoại.
họ để lại cho con cháu những khoản nợ lớn. Sau đó qua đời, nếu ngay từ đầu họ biết yêu bản thân, biết trân quý sức khỏe, cuộc đời của họ rất có thể đã sẽ sang một trang mới tươi đẹp hơn. Còn bạn, ngay từ bây giờ, hãy lo mà chăm sóc cho sức khỏe của mình đi. Hãy dành thời gian để tập thể dục thể thao, bớt thức đêm đi, bớt ra ngoài ăn những món đồ thiếu lành mạnh. Nếu bạn là một người đi làm, hãy dành nửa tháng lương của bạn để mua những món đồ hỗ trợ cho sức khỏe và tận hưởng cuộc sống. Bạn phải lập kế hoạch rèn luyện sức khỏe ngay từ bây giờ. Đừng chần chừ, không lại tốn tiền cho bệnh viện đấy. Khi đó, bạn không chỉ làm khổ cho bản thân mà còn làm khổ cho gia đình, người thân, bạn bè của bạn. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là bạn có rất nhiều tiền, nhưng căn bệnh của bạn lại không thể chữa lành. Khi đó, đồng tiền còn giá trị gì nữa đâu? Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tại sao chúng ta lại tiếc tiền để phòng bệnh, rồi sau đó hối hận tiêu một đống tiền, hy vọng chữa khỏi bệnh? Bệnh tật đến bất ngờ, không báo trước khi bạn thấy mình vẫn còn khỏe mạnh. Đừng chủ quan mà hãy chú ý đến sức khỏe của mình. Không khoản tiền đầu tư nào giá trị hơn khoản tiền đầu tư vào sức khỏe. Hãy rèn luyện cho mình những thói quen tốt, mạnh dạn vứt bỏ những thói quen xấu để có thể cùng sức khỏe tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của bạn. 2. Đầu óc. Người phụ nữ thông minh không để bộ não của mình quá thảnh thơi, nếu không khi về già bạn sẽ khó bình yên thoải mái. Đừng nghĩ chỉ có người trẻ là cần phải học, dù bạn bao nhiêu tuổi cũng không được ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức. Một đầu óc uyên thâm thì dù bao nhiêu tuổi vẫn có sức hút và đẳng cấp riêng. Đừng trở thành một người phụ nữ vừa già vừa thiếu hiểu biết. Hãy đọc sách mỗi ngày, học hỏi từ những người nổi tiếng, bạn sẽ học được ở họ những điều hay ho mà chưa từng được biết đến. Hãy học nấu ăn, chế độ dinh dưỡng cho gia đình hay chế độ tập luyện để giữ sức khỏe cho bản thân. Hãy học ăn nói, giao tiếp, cải thiện kỹ năng trong công việc theo từng năm. Về bản chất, lao động chân tay và lao động trí óc cùng tạo ra sản phẩm phục vụ cho xã hội. Lao động chân tay là phải sử dụng sức lực của cơ thể tác động trực tiếp vào công việc, khiến con người hao tổn nhiều sức hơn. Trong khi đó, lao động trí óc sử dụng trí tuệ tác động gián tiếp vào công việc, hao tổn nhiều chất xám hơn, luôn bị căng thẳng áp lực dẫn đến stress nhiều hơn. Nếu làm việc bằng chân tay, sau một ngày vất vả, bạn trở về nhà được nghỉ ngơi thoải mái, không phải bận tâm suy nghĩ về những việc đã làm, bạn chìm đắm trong giấc ngủ ngon lành. Ngược lại, lao động trí óc, bạn sẽ luôn phải tự tìm tòi suy nghĩ để hoàn thiện công việc tốt hơn, làm sao có thêm đối tác để ngày mai phải có nhiều khách hàng hơn, cạnh tranh với các đồng nghiệp, tại sao doanh thu bị giảm, tìm cách ứng phó với đối thủ, làm sao để sếp yêu quý, rồi thăng chức tăng lương với hàng loạt câu hỏi đặt ra mỗi ngày, khiến cho người lao động trí óc thường có những đêm ngủ trằn trọc, khó mà ngon giấc. Lao động trí óc kiếm được nhiều tiền, ăn mặc lúc nào cũng bành bao, nhà to, xe sang trọng, có người ăn kẻ ở, được mọi người trọng dụng. Những điều đó chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài, còn trong sâu thẳm bên trong là một miếng cơm khách, bữa cơm tiệc mà không thể quây quần đầm ấm trong mâm cơm vui vẻ với người thân. Với những người làm việc chân tay, ăn mặc, nhà ở, xe cộ đều ở mức tối thiểu, phục vụ vừa đủ cho cuộc sống, nhưng họ lại luôn có mặt mỗi khi người thân trong gia đình họ cần. Được ăn những bữa cơm sum vầy, được nô đùa vui vẻ với con trẻ nhiều hơn. 3. Ước mơ. Đam mê là thứ đáng để đầu tư nhất. Phụ nữ khi có chồng thường bỏ qua đam mê của mình. Nhưng chỉ khi dám theo đuổi và sống với đam mê, bạn mới thấy mình sống ý nghĩa. Khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ sẽ dành thời gian cho con cái, gia đình. Nhưng thời gian không trở lại lần hai. Con cái rồi sẽ lớn lên, sẽ sống cuộc đời của chúng. Còn bạn vì chúng mà từ bỏ đam mê của mình. Quãng đời về già thật sự sẽ có nhiều tiếc nuối.
Có một câu chuyện như thế này. Tôi từ nhỏ đã rất thích nghề luật sư. Hồi nhỏ xem chương trình chú Lại Văn Sâm dẫn trên TV, nghe chú nói muốn làm nghề luật sư phải có một đôi bàn tay sạch, một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Tôi đã tự nhủ sau này nhất định mình phải trở thành một cô luật sư như thế. Cuộc sống có quá nhiều thay đổi. Gia đình tôi chịu sự mất mát lớn khi cha tôi qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Chỉ còn hai mẹ con. Nhìn mắt mẹ mỗi lúc một buồn, tôi lại không kiềm được nước mắt. Tôi ra sức học, không thể để mẹ phải lo lắng thêm nữa. Tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng giỏi, tôi đứng giữa những sự lựa chọn quan trọng nhất cho cuộc đời mình, ước mơ nghề luật sư của tôi và mẹ của tôi. Nếu tôi học luật, tôi sẽ phải xuống Hà Nội, sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc mẹ, không lo lắng và ở bên mẹ được nhiều như trước. Tôi đã tâm sự với cô chủ nhiệm về những băn khoăn đó, và đến tận bây giờ tôi vẫn luôn khắc ghi trong lòng lời khuyên của cô. Ước mơ của em phải luôn hướng về những người mà em yêu thương nhất, trong đó có cả chính bản thân em. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi nhận ra một điều. Khi tôi bên những người tôi yêu thương, khi tôi đang cố gắng hết mình vì chính tôi và gia đình mình. Tôi đã hạnh phúc rồi, tôi quyết định chọn khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, ngành cử nhân Anh. Tôi của 3 năm trước và tôi ở bây giờ, một cô cử nhân đã có những thay đổi mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, bản lĩnh và chững chạc hơn. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi trong trái tim tôi. Hạnh phúc là khi mình cố gắng hết mình để mang lại nụ cười cho những người thân yêu và cả chính mình. Tôi ước mơ không chỉ bản thân tôi mà tất cả những người con đều biết yêu thương, trân trọng gia đình mình. Vì đó là hạnh phúc đơn sơ nhưng ý nghĩa nhất trong cuộc sống này. 4. Ngoại hình. Một người phụ nữ khôn ngoan là không ngừng chăm sóc bản thân mình, không phải vì đàn ông hay ai khác mà chỉ vì yêu thương mình. Họ kiếm ra tiền thì cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua những thứ đắt tiền để đầu tư cho chính mình ngày càng xinh đẹp hơn. Chăm sóc ngoại hình sẽ cho phụ nữ cơ hội sống vui và ý nghĩa hơn. Phụ nữ có thể làm đẹp bằng nhiều cách, trang điểm, phẫu thuật hay đơn giản là ăn uống tập luyện điều độ. Phụ nữ thông minh luôn biết rằng họ chẳng nợ nần ai lời giải thích về ngoại hình hay gia cảnh của mình cả. Hễ xinh đẹp mà lại còn được sống trong gia cảnh tốt nữa thì đó là may mắn và phước báo của họ. Còn hễ mà sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh sống không tốt và ngoại hình của họ không xinh đẹp thì đó cũng không phải là lỗi của họ. Do đó, im lặng sống và âm thầm nỗ lực cho cuộc đời mình chính là tiêu chí hàng đầu mà họ đặt ra. Chính vì vậy, dù họ có xinh đẹp hay có được sống trong gia đình giàu có, trong ấm ngoài êm hay không, thì chỉ có bản thân họ mới là người biết rõ điều này. 5. Tự chủ tài chính, bí quyết của hạnh phúc tròn đầy. Người phụ nữ hiện đại và thông minh hiểu rằng cần tự chủ trong cuộc sống để nắm lấy hạnh phúc bền vững, một hạnh phúc thực sự tròn đầy. Họ sẽ không để mình chìm trong suy nghĩ dựa vào gia đình hay chàng trai nào, đặc biệt là về mặt tài chính. Chỉ khi tự lập, ta mới hiểu hết được mọi cung bậc trong cuộc sống và ý nghĩa thực sự của nó. Bởi vậy, hãy tự chủ tài chính và luôn sẵn sàng cho trường hợp tự đứng trên đôi chân của mình, đối diện với sự khắc nghiệt của cuộc sống. Việc này đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát của bạn. Là người phụ nữ hiện đại, bạn cần có một công việc để làm, có một khoản thu nhập dù ít dù nhiều nhưng ổn định. Bạn sẽ cảm thấy bản thân có giá trị hơn rất nhiều. Không có điều gì có thể hạnh phúc bằng việc được tiêu những đồng tiền do chính công sức mình tạo ra. Có tiền, bạn tự do làm những gì mình thích, tự do mua sắm, thưởng thức những món ăn mới lạ, đi du lịch vui chơi cùng bạn bè. Bạn có thể có những khoản tiền tiết kiệm đầu tư sinh lãi và thậm chí là sở hữu một chiếc xe mới, một căn nhà
và dần nâng cao đời sống bản thân. Làm việc hăng say, có thu nhập, làm chủ cuộc sống của mình, đó mới chính là hạnh phúc. Hãy cứ nghĩ đơn giản như thế này. Nếu bạn muốn nhận được thương yêu công bằng, hãy công bằng cả trong mặt tài chính. 6. Giáo dục con cái. Đầu tư cho con không có nghĩa là mua đồ đẹp, sang xịn cho con xài, mà là cho con cơ hội học hành, điều kiện phát triển tri thức, kỹ năng độc lập. Quan trọng nhất trong việc giáo dục con là đầu tư thời gian và công sức vào con. Đừng nghĩ chỉ có tiền là đủ để cho con trưởng thành hoàn thiện. Nếu bạn thiếu thời gian đồng hành, khám phá và trưởng thành cùng con, sau này bạn sẽ hối hận. Mỗi đứa trẻ chỉ có một tuổi thơ, một quá trình trưởng thành. Hãy cho con những gì con cần, thiết thực nhưng ý nghĩa nhất. Việc đầu tư cho giáo dục con cái cũng chính là một kênh đầu tư cho chính tuổi già của chúng ta. Vì đầu tư cho giáo dục là cho con cần câu, giúp con tự nuôi sống mình suốt cả cuộc đời, để trách nhiệm về tài chính của bạn với con được kết thúc khi con trưởng thành. Nhưng hầu như chúng ta đều quên mất rằng trên cuộc đời này có chữ độ, nghĩa là mọi việc để đạt kết quả tốt cần điều độ, cần có độ phù hợp với bản thân từng người. Như vậy, việc đầu tư cho giáo dục con cái cũng cần độ phù hợp sức khỏe tài chính của từng phụ huynh. Các bậc cha mẹ thường có tâm lý hy sinh tất cả cho con. Tuy nhiên, đây thực sự là một cách nghĩ lỗi thời. Kết quả của hành động dồn phần lớn sự thịnh vượng cho việc học của con cái. Cha mẹ không có đủ tài chính để tự lo chăm sóc sức khỏe, cũng như các nhu cầu khác khi về hưu, chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng của con cái. Điều này hoàn toàn không công bằng với con cái chúng ta. Có lẽ nhiều phụ huynh sẽ phản đối điều này, nhưng đó là sự thật. Người quyết định dành tất cả thịnh vượng cho giáo dục của con trẻ chính là các phụ huynh. Người quyết định giao phó toàn bộ tuổi già của mình cho con cái cũng chính là các phụ huynh. Phụ huynh chúng ta có bao giờ thử hình dung cho cuộc sống của con cái mình khi chúng ta về già chưa? Chính là hình ảnh một người đang gồng gánh, một bên là gia đình nhỏ của mình, một bên là con cái. Đây chắc chắn không phải là điều bất cứ phụ huynh nào mong muốn. Vì vậy, để cha mẹ và con cái hai bên cùng có lợi trong việc tích lũy cho tương lai, cha mẹ cần lập kế hoạch tài chính với nhiều khoản đầu tư hơn là một khoản đầu tư duy nhất vào giáo dục cho con cái. Chọn trường phù hợp với nhu cầu tài chính của phụ huynh, đừng chọn theo những người xung quanh bạn. Cha mẹ có thể dành thời gian, tình cảm và kinh nghiệm sống để hỗ trợ con, không nhất thiết phải dùng tiền nói chuyện thẳng thắn với con về định hướng kế hoạch của con trong tương lai. Con không nhất thiết phải đi du học, học các lớp kỹ năng đắt đỏ mới thành công. Nhưng cha mẹ chắc chắn phải có nguồn tiền tích lũy để lo cho bản thân khi về già. Nếu như con khao khát được đi du học, con cần tìm học bổng và các nguồn tài trợ để học. Chẳng ai muốn mình là gánh nặng của con cái trong tương lai. Vì thế, các bậc phụ huynh cần cân nhắc việc đầu tư cho giáo dục của con cho phù hợp với tình hình tài chính của chính mình. Đừng để khi các con lớn lên, cha mẹ chỉ còn lại cái tổ trống rỗng, tự mình hoạch định cho mình, tự tích lũy tiền bạc, tự chủ cho cuộc sống là cách tốt nhất để đảm bảo cho tuổi già được thanh thản bình an. 7. Báo hiếu. Khoản tiền để báo hiếu cho cha mẹ không bao giờ bù đắp được những gì cha mẹ đã làm vì bạn. Không hẳn là phải mua nhà cao cửa rộng, đồ đạc sang trọng để cho cha mẹ. Cha mẹ tuổi già quan trọng nhất là niềm vui khi có con cháu dành thời gian, quan tâm và yêu thương. Ta không cần phải thật giàu có mới có thể báo hiếu cha mẹ. Cách báo hiếu tốt nhất là hãy trở thành người có đạo đức, biết yêu thương, biết tôn trọng mọi người trong cuộc sống này. Hãy để cha mẹ tự hào khi trong mắt mọi người ta luôn là người biết đạo nghĩa, biết kính trên nhường dưới và luôn biết nỗ lực trong cuộc sống này. Để một việc nào đó trở thành thói quen, ta phải luôn suy tư và đặt mình vào việc đó.
kể cả việc yêu thương và bày tỏ tình yêu của mình với người thân, đặc biệt là đối với người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Xin đừng ngại ngùng mà thể hiện tình cảm với cha mẹ, vì đến một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành cha, thành mẹ. Chắc chắn rằng lúc đó ta cũng rất mong muốn con cái của mình nói yêu thương và quan tâm mình, có phải vậy chăng? 8. Sổ bảo hiểm. Cuộc sống bây giờ yên bình thì không có nghĩa là sau này sẽ thoải mái. Chính vì vậy, hãy thông minh, biết cách tích lũy sổ bảo hiểm. Khi có một khoản tiền phòng thân thì bạn nhất định không phải lo sau này mình ốm đau bệnh tật. Với tuổi già, tài chính là của riêng để an thân và an tâm. Bạn không nhất thiết phải sở hữu một khối tài sản lớn, nhưng cần một khoản tiền vừa đủ để chăm sóc sức khỏe và thể chất tinh thần. Có tài chính độc lập không chỉ giúp bạn cảm thấy tự tin thoải mái hơn, mà còn có thể phục vụ cho những sở thích riêng, dự định cá nhân. Thực tế, giai đoạn bước dần đến mức độ tuổi về hưu sẽ khiến người lớn tuổi cảm thấy bất an về tài chính, từ đó hạn chế tiêu tiền cho việc khám bệnh hay đáp ứng nhu cầu giải trí, ăn uống, du lịch. Điều này dẫn đến tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần đều không được đảm bảo tốt. Vì thế, để chuẩn bị cho cuộc sống tuổi già, bạn cần có kế hoạch tài chính chi tiêu hợp lý, bao gồm các khoản chăm sóc sức khỏe, chi phí sinh hoạt và sử dụng cho các mối quan hệ. Ngoài ra, nhất định phải có một khoản tiết kiệm để phòng thân cũng như nuôi dưỡng cảm giác an nhàn, hạnh phúc tuổi già. Hiện nay có nhiều cách để đảm bảo tài chính cho tuổi già như gửi tiết kiệm ngân hàng, tham gia bảo hiểm nhân thọ. Trong đó có tham gia bảo hiểm nhân thọ dẫn đến nhiều lợi ích thiết thực để tạo nền tảng cho hạnh phúc tuổi già, từ đó lan tỏa niềm vui cho con cái và toàn thể gia đình. Cảm ơn các quý vị khán thính giả đã lắng nghe video. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ đến với mọi người. Hãy nhớ ấn vào nút like để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc, quan điểm của quý vị về nội dung ngày hôm nay. Và nhớ ấn vào biểu tượng quả chuông và nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới và hữu ích của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào.